Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Yomos VFL Winter 2021. Và ngày hôm nay đã là ngày thiếu thứ 3 rồi. Đặc biệt là khi bạn đọc sai như thế kia, nhưng đó là một quả net tốt. Hai người của Heavy đã gục rồi, sẽ đi vào confirm sớm đến từ bên phía của Vũ Quý. Và Tam Ca đã gục, hai người đã gục thì lăng khắc. Bên phía này thì Kim Tròn còn 5 máu nhưng ta vẫn làm được một phong độ tốt đến từ Kim Tròn. Nhưng anh ta không kịp cover chân của mình, không bây giờ thì kịp rồi. Hào Quang Mạnh bật lên đến từ bên phía của DT. Đó là bên phía MP 40 và Hào Quang Mạnh đã hết. Giờ thì Bảnh buộc phải lao ra đây với khẩu Uzi ở trên tay, và Kim Tròn sẽ hỗ trợ cho đồng đội của mình. Nhìn thấy vị trí của DT rồi và quyết định lao lên chơi khô máu ở tình huống này. Uzi trên tay, liệu Bảnh có thể dùng bay phượng múa được hay không? Nhưng cá nhân tôi cảm thấy rằng Heavy tình huống này đã bắt đầu lỗ rồi, họ mất đi hai thành viên từ quá sớm. Và ở đằng sau kia thì FOMO đang đột kích với khẩu MP40, thực sự là vô cùng khó chịu. Bảnh quay ngược trở lại, lưỡi hái gạt tốt, và Bảnh có tình huống xử lý là gọn và tiếp tục bắn với khẩu Uzi. Bảnh bắn chỉ có một chấm máu và Bảnh ơi, The God cũng có M79, và đây là một cái giao tranh quá lớn dành cho cả hai đội tuyển. Bắt đầu vào chiếc B này, một viên M79 vừa đưa Shin lên bảng, và Shin vẫn kịp lấy DP sẽ cứu đến từ bên phía của Battle Sky. Bên phía kia thì Reno bắt được hổ rồi, và chúng ta còn lại giao tranh giữa hai đội tuyển vô cùng lớn này. Battle Sky và Box Gaming đang lục độ với nhau. Quả nét đến từ Reno đã rút chớt, nhưng thật đáng buồn là bên phía của Battle Sky còn đủ cho mình 4 người. Đeo đã lấy được một điểm hạ gục nữa, Hào Quang Hộ Mạnh bật lên không có tác dụng, và đó là 11 kill và top 1. Một cảm giác rất cho bot dành cho bên phía của Battle Sky. Key player của chúng ta đó là Shin, anh chàng đã có được cho mình 3 kill, một tình huống headshot, 23 điểm dành cho Battle Sky cùng với cái Booyah. Box Gaming có được 15 điểm, cách biệt là khá lớn. Gu là người móc, ui và đó là hai viên đạn găm thẳng vào đầu của mình. Bây giờ thì thôi, cái pha này chắc chắn sẽ là pha mở màn cho việc Battle Sky tàn sát. Thì đó là số ấy, hai người đã gục, MP40 là có đến trong tay của Shin, ba người đã gục. Và Gu còn chưa kịp vào thì ba người đồng đội của anh ta đã hôn môi vào đất mất rồi. Gu bây giờ chạy thôi, chỉ có thể là chạy thôi, nhưng các thành viên của Battle Sky bắt được, và đó là 4 xác. Làm ra ngoài bên ngoài, nhưng Panda vừa bị nốc bởi một quả nét ở đâu đó rồi. DJ Sport họ sẽ có những tình huống bọc keo lại và trả lại sắp tới, và tuyệt vời, những Bảnh cũng đã phải nằm rồi. Kim Tròn cần phải thể hiện được khả năng của mình ở đây, cần phải có một tình huống lao ra ngoài và tạo ra được lượng sát thương đủ lớn và câu kéo được sự chú ý của đối thủ. Phải có ai đó cứu Bảnh ở cả phía trên nữa. Heavy họ cần phải thể hiện được bản lĩnh của mình. Và tiếp tục là Bảnh với những quả lựu đạn ở trên tay, tiếp tục trả ra rất nhiều đồ tới từ đối với phía của Heavy. Nhưng NTAK đang rút một quả chốt ở đây và bật ngược lại quả lựu đạn vừa rồi. Bảnh vẫn còn Hào Quang Hộ Mệnh, và tạm thời đội của Heavy đang là ổn. Lao ngược trở ra, Kim Tròn với khẩu Victor đôi đang cố gắng để sấy, nhưng Kim Tròn đang tỏ ra thất thế hơn so với đối thủ rất nhiều. Lao vào đây, vẫn phải như đây là tình huống sấy nhầm rồi. Tam Ca lao lên, Tam Ca rất cung mạnh ở phía trong, còn Kim Tròn bom keo được bọc ra rồi. Rất nhiều người đang lao ra để cứu, và chúng ta đang Panda nữa, họ đang lao lên. Họ cần phải lấy lại cảm giác, lấy lại cái bá thế khí của mình. Và các thành viên của Heavy họ sẽ cứu được Tam Ca ở tình huống này. Và xử lý là gọn gàng và tốt tới từ đội viên của Heavy. Booyah một cảm giác rất cho mốt lại dành cho Battle Sky. Và 6 kill tới từ anh chàng Đắc. 1991 sát thương được tạo ra. Những cái số điểm của Battle Sky kìa, 13 điểm hạ gục, 25 điểm tổng. Battle Sky đã vươn lên vị trí thứ 6 rồi. Và đó là đội hình của Super Sài Gòn, một đội hình để lại ấn tượng với tôi quá nhiều ở trong cái giải thi đấu gần nhất đây. Và ngày hôm nay thì để xem họ thể hiện khả năng ra như nào. Một quả M79 nốc một người, bồi thêm quả nữa là đi luôn, có thêm một mạng. Và may mắn đó không phải là một tình huống cứu, bồi tiếp một quả vào nhà, nốc tiếp người nữa rồi. Quá hay dành cho đội hình của Phú Quý. Cái hay của họ đó là sự may mắn với một cây M79 trong tay, và DT đủ bình tĩnh để làm được điều đó. Và may mắn thêm một cái nữa là đội hình của Super Sài Gòn không có cho mình đó là những cái Hào Quang Hộ Mệnh, và để có thể cứu nhau. Và bây giờ chỉ còn lại một người mà thôi. Vâng, BKB thì đang đẩy vào trong khu vực nhà này. Đội hình của SUG đang gặp một kèo khó. BKB đang lao thẳng vào, và chắc chắn sẽ là một trong những cái kèo thi đấu họ sẽ quét sạch. 5 kill hạ gục dành cho đội của BKB. Heavy nằm lại với cái top thứ 5 rồi, ở một điều mà rất nhiều người không mong muốn ở đây. Và BKB có cho mình 5 kill, khả năng cao thì sẽ giành được Booyah trong ván thi đấu này. Và tiếp tục đó là top 4 dành cho SUG. Vâng, 6 kill dành cho BKB rồi. IG với một thành viên duy nhất đã đứng ở đây quá lâu rồi, và cái việc mà sự thiếu chủ động này sẽ khiến cho IG phải nằm. Wow. Đó là cái mạng dành cho Vinsu, và bây giờ là một tình huống 1-4, 1-4, và 99.9% là Booyah sẽ thuộc về VG mình mà thôi. Chúng ta sẽ cùng đếm ngược. Vâng, 3-2 và vâng, vẫn đã có một tình huống chạy rồi mất luôn lách rất chạy đi vị trí của Sejong, nhưng mà cuối cùng thì không thể làm gì hơn. Và đây thực sự là một cái Booyah, một cảm giác rất Yomos dành cho VGaming. Thanh Nhã đã có cho mình tận 5 kill ở trong trận thi đấu này.
Vinh Bình có được 8 kill bằng với cả Phú Quý và họ có được 20 điểm. Và Flash là đội tuyển đang dẫn đầu với 171 điểm. Heavy đang đi vòng để có một pha móc lốp đối với VGaming, nhưng họ còn 3 người thôi. 3K đang rất thất máu, Kim Tròn phải nằm rồi. Lần thứ 2 trong ngày hôm nay Kim Tròn phải nằm, và bây giờ họ chỉ còn lại một mình là Panda mà thôi. Vâng, một mình Panda sẽ làm gì ở đây khi mà họ VGaming đang có đủ cho mình là 4 người. Panda sẽ không thể giúp cho Heavy nằm ở cái top cao hơn rồi. Lại một lần nữa thì Heavy nằm ở vị trí thứ 8, với chính xác là vị trí thứ 9. Cả DJ Esports vừa rồi cũng đã phải nằm rồi. Đang có một căn nhà quá tốt và có bom ném ra là quá hay. Tôi nhìn không nhầm thì Binsu đang có cả M79 thì phải. Và Step Up Gaming đang là con mồi dành cho VGaming. Bây giờ thì mã gục của VGaming đang gia tăng rất nhanh. Và thêm một những thành viên nữa của Buster Sky. Booyah, một cảm giác tập số 1 dành cho thành viên của VGaming. Đây là key player của VGaming ở trong bàn đấu này. Đó là 20 điểm với 8 kill. Team Flash vẫn là một trong những đội tuyển đứng đầu. Tất cả lao lên rồi, đây là bộ đôi tôi đang mong chờ. Kim Tròn kết hợp với Bạch ở tuyến đầu tiên. Bạch còn 69 máu, anh ta gục xuống, tiếp tục tấn công vào. Và đó là khiến cho VGaming khó thở hơn bao giờ hết. Bạch sẽ được cứu, và bây giờ VGaming chỉ còn một mình đi ra trong khu căn nhà kia thôi. Bốn người cùng quay vào, các khán giả dưới 18 tuổi che mắt vào. VGaming top 12. Đó là một quả lựu đạn xuất sắc đến từ DNP, người đội trưởng của King of Free Fire, không làm chúng ta thất vọng cho Pavel rồi. Up up up, có thể đi tiến lên phía trước rồi. Vị trí của God anh ta có M1887, bắn làm cực kỳ hay. Vị trí của DJ Sài Gòn đã nằm xuống, tiếp tục chặn đánh quá ghê đi. Ghost đã ngã, nhưng Box Gaming không dừng lại. Họ muốn pet sạch đối phương. Vòng bò có lượng sát thương không quá lớn, nhưng nó cũng đủ để đưa Box Gaming rời xa khỏi ván đấu. Buya, một cảm giác rất vô mốt dành cho Super Sài Gòn. Tomixte là key player ván thi đấu vừa rồi với 3 kill, 3 headshot. Wow. Trùng hợp đúng là Zico 6 điểm với 4 kill, với 10 kill, với 7 kill. Hiện tại là đang hơi khó khi bằng cái số điểm của Heavy chỉ bằng cái số lẻ của bên phía Team Flash mà thôi. Trời ơi, cơn mưa đạn đến từ những thành viên của Super Sài Gòn. À đâu, tôi xin lỗi, không phải Super Sài Gòn. Còn phía bên này đó là những khẩu M79 quá tốt tới từ vị trí của DNT. Và liệu rằng đây sẽ là những sự quét sạch của những thành viên Higer hay không đây? Rất tiếc dành cho Higer, nằm lại ở vị trí thứ 7 rồi. DJ Sài Gòn, DJ Esports, những anh chàng này đã hạ gục những thành viên của VGaming rất nhanh chóng. VGaming đã nằm ở vị trí top 6. Còn phía bên này lại là những sự đổ bộ tới từ những thành viên của Super Sài Gòn và Pop Gaming. Và đó là Box Gaming đang tràn vào, họ thu dẹp tạm cuộc. Và đây là top 5 dành cho Super Sài Gòn, nhưng top 4 cũng vẫn dành cho Box Gaming. Bên phía của Up Up Up, đầy đủ 4 thành viên, họ bắt đầu lao lên, họ bắt đầu tàn sát, họ bắt đầu nhìn thấy ai là giết người đó. Thì đây có được cảm thấy khó thở, triple kill là có trong tay của các thành viên Up Up Up, bỏ đi một người. Nhưng King of Free Fire sẽ là đối thủ cuối cùng của Up 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 trong vòng bo tiếp theo này. Nếu có M79 thì thay đổi thế trận, nếu không thì cũng rất khó trong pha này. Người Nam Hiếu, anh ta nhìn thấy một game bắn kêu rồi. Và đây là 3-1, top 1 chắc chắn dành cho bên phía của Up Up Up. Một cảm giác rất vô mốt, một chiếc Booyah dành cho Up 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 trong tình huống vừa rồi. Nam Hiếu, anh ta chính là key player với 6 kill và 2 lần headshot, 1456 đam, 12 kill. Ôi, một cái top 1, một cái Booyah cảm giác rất vô mốt, không thể thuyết phục hơn được nữa. Quá nhiều sự thay đổi. Flash vẫn nằm top 1, Bóc Gaming vẫn nằm top 2, HQ Esports họ vẫn nằm ở vị trí top 3. Yomod VFL Winter 2021 Rise Above. Đón xem tuần thi đấu thứ 2 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 2021. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.